Chào mừng mọi người đã đến với kênh Kiếp Kỳ Cục của mình. Đến với chuyên mục ngày hôm nay á, thì mình sẽ giới thiệu với mọi người 5 cuốn sách non-fiction, có thể gọi là hoàn toàn thay đổi lối suy nghĩ của mình luôn ấy. Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì sẽ là như thường lệ á, là nếu mà mình cảm thấy thích video của mình á, thì đừng quên hãy like, share, nhấn là đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Cái này thì mình không có ép được, mình chỉ nhắc sợ trường hợp mọi người quên thôi đó. Đến với quyển sách đầu tiên á, thì là cuốn này đây, Tâm lý học thành công, của tác giả Carol Dweck. Đây không phải là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc, nhưng là cuốn đầu tiên mà mình thích nhất. Cuốn sách này á, xoay quanh hai lối tư duy, đó là tư duy cố định và tư duy phát triển. Người mang lối tư duy cố định á, là người sinh ra vốn mang cái tư duy á, là họ vốn đã có tài năng rồi, không có cần phải cố gắng nỗ lực làm cái gì hết á. Thì cái lối suy nghĩ này mang lại rất là nhiều hệ lụy. Còn lối suy nghĩ thứ hai á, lối tư duy thứ hai á, là tư duy phát triển. Người mang lối tư duy này á, thì trái ngược hoàn toàn với người mang lối tư duy cố định. Họ coi trọng sự nỗ lực, và khi mà thất bại á, thì cũng có thể làm những người có lối tư duy phát triển á, cảm thấy buồn chứ, nhưng không thể đánh bại được họ. Nhưng mà khi thất bại á, thì lại mang một cái sức mạnh tiêu cực có thể nuốt chửng những cái người mang lối tư duy cố định. Cuốn sách có rất là nhiều cuộc thí nghiệm đã được ghi chép lại về những người mang hai lối tư duy, cố định và phát triển, cách họ ứng xử, cách họ đối mặt với vấn đề, khó khăn, thử thách và những cái kết quả mà người mang hai lối tư duy này sẽ nhận được. Thực sự thì nói không ngại miệng chứ, lúc đầu mình cũng là một người mang hơi hướng tư duy cố định. Đối với mình lúc đó thì có nhiều sự việc, sự kiện mình có thể dễ dàng đạt được, mà mình không có cái lối suy nghĩ đó là đối với những cái sự việc mà mình dễ dàng đạt được á, thì trên thế giới ai cũng có thể đạt được chứ, phải không? Chỉ có một ít người có thể làm được đó là cố gắng nỗ lực. Và một thành tựu mà người ta cố gắng nỗ lực để đạt được thì thành tựu đó mới đáng tự hào chứ, phải không? Mình lúc đó khi mà gặp khó khăn thử thách thì chỉ biết đến bỏ cuộc mà thôi. Nhưng mà khi mà mình đọc sách rồi thì mình đã nhận ra được căn bệnh tư duy cố định của mình trong cuốn sách. Mình mới chăm sóc là hóa ra tư duy đó là tư duy cố định. Và mình muốn, khi mà biết được tên căn bệnh rồi mình muốn hướng bản thân tới lối tư duy phát triển, lối tư duy thứ hai trong cuốn sách. Mình không biết quyển sách thay đổi mình ra sao, nhiều như thế nào, nhưng mà từ khi đọc xong quyển sách là account trên mạng xã hội của mình luôn có một cái dòng chữ là phải ráng thôi. Cuốn sách tiếp theo là cuốn sách đã kích hoạt ngòi nổ sức trẻ trong con người của mình, đó là cuốn sách Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Rose Nguyễn. Quãng thời gian đi học cấp 2, cấp 3 của mình không mấy là vui vẻ, nếu mà không muốn nói là tồi tệ. Tồi tệ ở chỗ là mình không thể sống được như ý mà mình muốn, sống với đúng con người của mình khi mà tới trường. Mình cứ ngồi yên một chỗ, không nói chuyện với ai, cứ ù lì. Nhưng mà sâu bên trong mình mình biết đây không phải là kiểu người mà mình muốn hướng tới. Mình muốn được đứng trên sân khấu, mình muốn được thể hiện bản thân mình, mà không cần phải ngại ánh mắt của bất cứ ai. Sức trẻ trong người mình luôn khao khát được lên tiếng. Cuốn sách như là giọt nước làm tràn nguồn năng lượng tuổi trẻ cho mình vậy. Nhưng tiếp một điều khi mà mình đọc quyển sách này lúc đó là mình đã vào đại học, đang học kỳ quân sự trong trường đại học. Nhưng mà đúng ra thì cũng không nên dùng từ tiếc nữa, vì có thể lúc đó là tư duy của mình đã phát triển hơn, sức trẻ trong con người mình cũng đã có cơ hội để mà lên tiếng hơn rồi. Quyển sách và khoảng thời gian lúc đó như là có một quan hệ tương quan với nhau vậy. Quyển sách như là sự lên tiếng của tuổi trẻ là hãy đi theo sự tò mò, niềm hứng thú của bản thân. Thì quyển sách gắn bó với mình suốt cái khoảng thời gian mình học quân sự ấy. Cái khoảng thời gian ấy đúng kiểu vô lo vô nghĩ luôn, chỉ lo học thôi, rồi sau đó xuống nhà ăn, xếp hàng chờ lấy cơm, rồi ăn kem chuối trong khu quân sự nè, rồi bữa tối thì đi dạo với bạn bè và đi ngủ sớm. Quả thật ấy, quyển sách cộng hưởng với cái khoảng thời gian lúc ấy á, tạo thành một cái hồi ức cực kỳ đẹp của mình về tuổi trẻ luôn. Mình còn giá như là mình có thể làm vlog sớm hơn thì mình đã ghi lại được bao nhiêu kỷ niệm đẹp về kỳ quân sự rồi. 2, 3. Đến với quyển sách thứ 3 là cuốn Dám Bị Ghét của hai tác giả là Kishimi Ishiguro và Koga Fumitake. Quyển sách là một cuộc hội thoại, nhưng mà thông qua đó thì mình đã nghiệm ra được rất là nhiều bài học cho bản thân. Mỗi người khi mà đọc sách thì sẽ có những cái điểm mà tâm đắc riêng của bản thân. Đối với bản thân mình thì có hai điều khiến quyển sách nằm trong danh sách những quyển sách hay đối với mình,
Đó là điều thứ nhất là phân chia nhiệm vụ rạch ròi, đâu là nhiệm vụ của mình, đâu là nhiệm vụ của đối phương. Và điều thứ hai là mối quan hệ hàng ngang. Đối với việc phân chia nhiệm vụ của mỗi người ấy, thì giúp mình nhẹ người đi, biết phân chia nhiệm vụ hơn là cứ gom hết vào người như vậy. Mình nhận ra được á, đâu là nhiệm vụ của mình, đâu là nhiệm vụ của người khác. Với bạn bè hay người thân cũng vậy nha. Nhiệm vụ của mình á chỉ có thể là đưa ra lời khuyên, hỗ trợ, ủng hộ họ những khi mà họ gặp khó khăn thử thách, nhưng mà tuyệt đối không có quyền trực tiếp nhúng tay vào việc ra quyết định của họ. Quyết định của họ thì nên được chính họ đưa ra và nên được chịu trách nhiệm bởi chính họ. Có thể á, lúc đầu á, bạn sẽ không quen với những cái ánh mắt của những người xung quanh khi mà họ cho rằng á, bạn làm như vậy là bạn chưa nỗ lực hết mình giúp họ. Nhưng mà một người biết suy nghĩ á, thì về sau có thể sẽ cảm ơn bạn vì đã cho họ cái quyền quyết định cuộc đời của họ, làm chủ cuộc đời của họ và không cho họ cái quyền ỷ lại vào bạn. Biết được như vậy á, thì từ đó liên hệ với chính bản thân bạn đi, thì có phải là quyết định của chính bản thân mình nên được chính mình đưa ra, từ đó có thể sống cuộc sống của chính mình chứ không cần phải nhờ người khác sống hộ không? Từ đó cũng minh chứng cho việc là dám bị ghét nữa, dám bị ghét thì mới dám tự do. Ngoài ra trong quyển sách còn mang lại một cái thông điệp cho mình nữa là thay vì cứ tranh đua ganh ghét, sợ người khác dẫn trước, lấn át con đường thành tài của mình á, thì thay vào đó hãy dàn mối quan hệ của bạn theo hàng ngang. Ai cũng có thể bước trên con đường của riêng mình, tránh được sự so đo không cần thiết, từ đó làm bạn tiêu cực đi. Mà mình đã nói rõ trong cái clip so sánh tích cực trước đó, các bạn có thể click lại vào đường link mình để phía bên trên để mà xem nha. Quyển thứ tư á thì là một cái quyển sách quen thuộc. Nếu mà mọi người đã xem kênh mình được lâu á, hoặc là theo dõi series Những Con Chữ Không Quạo á, thì chắc chắn sẽ đoán được quyển sách đó là quyển sách gì. Mình cho mọi người 3 giây để lục lại cái series đó để mà trả lời cho mình nha. Nếu mà đáp đúng á, thì sẽ được thưởng xem video của mình hoài hoài luôn. Mình giỡn đó. Đó là Cuốn Yêu của tác giả Osho. Thật sự á, thì mình đã làm hẳn 3 clip chỉ nói riêng hoặc là trực tiếp liên quan tới quyển sách này luôn. Mình nghĩ quyển sách này á thì sẽ mang lại một cái góc nhìn hoàn toàn mới cho nhiều người về tình yêu. Cách ba mẹ yêu chúng ta, cách chúng ta thừa hưởng cách yêu của ba mẹ ngày trước và cái gọi là tỉnh thức trong tình yêu. Nếu mà đọc mà ngẫm á thì quyển sách này cũng rất là đáng đọc luôn đó. Thì quyển sách thay đổi vài quan điểm của mình trong tình yêu. Sau khi đọc sách á thì mình nghiệm ra được đó là cái tôi của mình trong tình yêu á ngày trước thì khá là lớn, mình phải biết tiết chế lại. Và vì mình đã nói quá nhiều ở những cái clip trước rồi, nên là nếu mà mọi người muốn xem lại cụ thể, xem là những cái bài học mình nghiệm được trong Cuốn Yêu là những bài học gì á, thì mọi người có thể liên hệ với series Những Con Chữ Không Quạo của mình nha. Thì quyển cuối cùng trong danh sách, những quyển sách thay đổi tư duy của mình theo hướng tích cực hơn á, là quyển sách Sao Chúng Ta Lại Ngủ của tác giả Matthew Walker. Bốn quyển sách trên á thì nghiêng về làm bạn với tâm trí của chúng ta, nhưng còn quyển cuối cùng á thì sẽ nghiêng về kiến thức y tế, sức khỏe của chúng ta. Mình hỏi mọi người nha, mọi người thường nghĩ gì về giấc ngủ? Thường sẽ không là gì, phải không? Trước khi đọc quyển sách này á thì mình cũng như vậy đó. Mình ý thức được á là giấc ngủ cần thiết cho cuộc sống đó, nhưng mà mình cũng không mấy là bận tâm, cũng chả mặn mà gì tới giấc ngủ cho lắm. Trước tiên á, thì giới thiệu sơ lược về quyển sách trước đây nha. Quyển sách là những cái nghiên cứu có cơ sở, từ đó đưa ra những cái lập luận, những cái nhận định có khoa học để giúp chúng ta hiểu thêm về giấc ngủ. Khi mà đọc sách á, thì suy nghĩ của mình về giấc ngủ thay đổi hoàn toàn luôn. Mình hiểu cặn kẽ thêm về giấc ngủ nè, như là giấc ngủ có mấy giai đoạn nè, chức năng của từng giai đoạn nè, và cách giấc ngủ bảo vệ ta khỏi những căn bệnh như là tiểu đường nè, béo phì nè, ung thư nè và các bệnh về tim mạch. Nói không hề quá chút, quả thật giấc ngủ là một liều thuốc thần luôn đó mọi người. Mọi người thử nghĩ xem, một hoạt động cần thiết và quan trọng tới mức nào thì nó mới được giữ lại trong suốt hàng ngàn năm tiến hóa không ngừng của các loại sinh vật sống chứ phải không? Mà mình xin phép á, sẽ nói riêng về quyển sách này cho một clip sau nha. Ở từ đó là khi mà khó ngủ á, là mình sẽ ráng ngủ lại chứ không lấy cái đó làm cái cớ để mà chạy kiếm phim coi nữa. Vì mình đã hiểu được tầm quan trọng của việc ngủ đủ rồi mọi người ơi. Và không có một cái bộ phận nào trên cơ thể là không được hưởng lợi từ cái việc ngủ đủ đó hết cả. Và đó là năm quyển nonfiction mà đã thay đổi tư duy của mình. Đôi khi á, bạn sẽ quên những cái dòng chữ cụ thể trong quyển sách chứ.
Nhưng mà tin mình đi, những cái trải nghiệm khi bạn đọc sách, những cái suy nghiệm của riêng bạn, những cái không gian mà bạn để mình đắm chìm trong quyển sách đó, đó là độc nhất, không thể phai mờ đâu. Đôi khi mà mình thích sách đó, không phải vì nó được recommend rất là nhiều từ mọi người xung quanh, cũng chắc chắn không phải là từ cái bìa sách, mà có lẽ một phần đó, mình thích những cái trải nghiệm khi mà mình đọc sách, những cái suy nghiệm của bản thân trong từng quyển sách, trong từng trang sách mà mình lật ra. Mong rằng mọi người sẽ thích chiếc video này của mình. Và nếu mà thích á, thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội thấu hiểu và tiếp cận được nhiều bạn hơn nha. IC của mình là Kensuke. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường ngày của mình trên đó. Mọi người cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới cảm nhận của mọi người sau khi xem hết clip của mình, cũng như là chủ đề và mọi người muốn mình thực hiện. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.